Chào các bạn tin nhanh 247. Kawasaki Ninja 210 2008 trình làng với thiết kế là hoàn toàn mới, động cơ mạnh mẽ. Kawasaki Ninja 210 2008 có thiết kế vay mượn từ người đàn anh như là Ninja CSMR, đây là Ninja 2 và trang bị động cơ là hoàn toàn mới với công suất 38-24 mã lực. Bên cạnh cái mẫu Ninja 400, thương hiệu Kawasaki của Nhật Bản còn ra mắt thêm một cái mẫu xe đời 2008 là Ninja 210 tại cái triển lãm Tokyo 2007. So với bản trước đây thì Kawasaki Ninja 210 2008 có bộ nhựa được thiết kế là hoàn toàn mới, phần cánh gió của xe được thiết kế là sắc sảo, hầm hổ hơn. Nhìn chung xe có vẻ ngoài là tương đối giống cái mẫu Ninja 400 và vay mượn một số chi tiết từ những người đàn anh như là Ninja ZMR và Ninja 2. Cái cụm đèn khoa đôi và đèn hậu sử dụng cái bóng LED, trong khi đó đèn xi nhan vẫn dùng cái bóng thông thường. Xe được trang bị cái động cơ là 2 xi lanh cam đồi làm mát ổn dịch với dung tích 250cc, sinh ra công suất tối đa 38-24 mã lực tại vòng tua máy 12.500 phút và mô men sáng cực đại 23.5 Nm tại 10 phút. Như vậy cái mẫu Kawasaki Ninja 210 2008 mạnh mẽ hơn đáng kể so với mẫu cũ vốn đã dừng sản xuất, cho công suất dừng ở mức là 32.5 mã lực. Hệ thống treo trên xe gồm phục ống lồng phía trước và giảm sốc đờn ở phía sau. Xe còn được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS tiêu chuẩn. Còn về phần kích thước, cái dòng xe này có chiều dài 1990mm, rộng 710mm, cao 1120mm. Chiều cao yên của Ninja 210 tương đương với cái mẫu Ninja 400 dừng ở mức 785mm. Tổng trọng lượng của xe dừng con số 167kg. Bình xăng có dung tích 4 lít, kính chắn gió cao, tư thế ngồi thoải mái. Kawasaki Ninja 210 là mẫu sport touring khá lý tưởng trong một cúp 210cc. Dự kiến Kawasaki Ninja 210 2008 sẽ được bán trong cái năm sau với hai màu tùy chọn là xanh và đen. Cảm ơn bạn đã theo dõi clip này, đừng tiếp nhớ like, share, subscribe.